cận bản đấy nhỉ. Này đẹp thật đấy. Ăn toàn củ quả này thôi à chị? Ăn quên củ quả thôi. Không có rau cỏ gì à? Ăn củ quả với thịt thôi đúng không? Khoai tây. Cái này canh xương à chị? Canh xương. Canh xương lợn đen, lợn bản. Đấy, lão Quyền nó đòi tận 2 triệu rưỡi 3 triệu. Một con này á? Nhà này à. Con này giờ là bao tiền một cân này, con lợn? Tám biết được 10 là 12. 12 à? 11 rồi, ai à? Đắt hơn cả dê nhỉ? 36 cân là 3 triệu 6. Phóng viên 306 là 3 triệu 9, 6 chục rồi đấy. Này quay suốt 4 triệu. Con lợn này 6 mâm hết 36 cân. Nào rồi bắt. Dạ. Nướng đủ với 2 phần. Đây là lợn bản, lợn mán nha các bạn nhá. Đây con nanh này. Con tiền, con rượu, con bánh. Sợ tiết canh rồi nhỉ. Giờ nó mới ra. Ôi con này lòng lợn đen. Ôi, con này. Ngoài ruột không có gì mấy nhỉ, lắm phèo hết nhỉ. Không nhiều phèo đấy. Con này chả có gì. Lọc cần thớt. Chú mặt dưới. Bóc cái này ra vầm vào rồi. Tiết thì không đông. Tiết hơi mặn đấy. Tí đừng cho gì vào rồi. Đây ghế đây này. Vâng. Rồi lòng anh. Rồi. Lòng sốt. Lòng rồi.
mỡ mỡ này ăn nó ngậy ngậy mới ngon nhỉ. Lòng mà rồi khô quá là ăn không ngon đâu mà. Đây này, bạn làm tí này bạn. Rau từ chặt xuống đấy nhở? Ăn nào ra pha đấy, phải ngọt. Nhìn như con ba ba nhỉ. Con này ai con ra làm. Ăn hai bữa. Chó như giờ rẻ hơn lợn đấy nhỉ. Chó 60 70 hay 80 thôi mà. Cái nhận vào lại không ăn. Mình ăn chó. Món này là món nướng à? Nướng chả. Đây nhìn này có mỡ mấy đâu nhỉ? Đầy mà con nạc này. Con này hôm nay bỏ nhiều mỡ chứ con kia còn bỏ đâu. Toàn nạc là nạc. 3,8 cân mỡ đây này. Cho cân vào. Để lệch à? Nhiều mặn đấy anh ạ. Tí mặn đấy. Mặn này rồi mất ngon thật mà. Bàn cam xô sang lấy ít nước nữa đi. Thằng mặn là mất ngon luôn đấy. Nước rồi nhở? Nước lọc là cho mỏi lên chưa? Có ấy bóp à?
cho nó nóng thì nó co bớt rồi. Nhìn nhìn cổ tay. Đi luộc vào nó bé đi mà. Cho lỏng thôi, cho nó nóng. Cho lỏng lỏng. Nó lòng tí luộc nó bé đi mà. Được đâu, nóng nó ấy, thách được luôn, to lắm. Thôi thế thôi. Đấy. Bây giờ hoặc cái cuốn lại là xong là đoàn khắc từ xuân thôi. Cho nước nóng vào xong là hay nứt. Đúng rồi. Hay bục lắm. Đỡ tất cả đi. Cái này trong này. Nhưng mà hay khô hả Thùy? Hả? Hay khô à? Không có. Đâu, đốt than đi Lâm ơi. Than rồi. Đốt than đi. Đốt đi. Cho trông nước ở đây được rồi. Phải mua gói mì chính thịt tí này. Làm luộc hơi nhiều thịt đấy. Mỡ này ăn mới ngon. Mềm, chính nướng mà nhiều nạc quá nó khô. Nhiều nạc khô mà ăn dai. Ai đốt than chưa nhỉ? Đấy, đang đốt rồi. Vấn này ông làm có tấu mâm buổi treo làm nhé, nóng hơn 33 người chứ tính trẻ con. Cháy đấy nhỉ. Mấy miếng nướng này, nộm này là cháy hết rồi. Được rồi đấy, thái được rồi đấy nhỉ. Ăn nó phải đỏ đỏ. Thank you.